Ê, nay về đại gia đình mình đi bắt cá nha cả nhà. Chào cả nhà nè. Đại gia đình đi bắt cá nha các bạn ơi. Ông bữa hả? Xuống đây. Cái bự quát đây. Xuống luôn đây quẹo. Cần thiêu à? Ừ. Dồn đó. Được. Họ hai tay á. Đưa cái xôm nhỏ cho nó đi Phương. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Tụi mày lùi tụi con với tụi mày lùi. Bên mấy mương bên kia kìa. Ờ, cũng được đó. Không? Đó. Đó, cá bự. Còn. Đó. Nhảy kìa. Vô quần. Vô kiếm con kia nó ăn nữa. Cường bắt cá mà nhảy vô quần luôn. Cường không, mương này là chạy hay xấu nước luôn, hay bây mọi gì tới kia giờ hồi tới kia luôn đi, có còn quặng đây đó. Ừ đúng rồi đó, rồi xong đó nó chạy dần Phương á. Đó lên lên cường kìa, đó thảy lên bờ đi, thảy lên bờ đại đi, không đâu thảy cái trái gì trắng trắng lên đi. Ừ hiểu rồi, đủ đủ cá bự kìa, thảy lên thảy lên. Các bạn ơi, hay cái rô, cá phi bắt. Ừ, cái rô kìa, cái rô. Tới luôn chứ. Có hàng không? Coi thử đây. Thấy hàng. Cái gì vậy Phương? Dạ. Hả? Chứ rắn hả? Con sơ môi gỡ lại tới kìa. Mấy bữa kia thấy người ta chích mà. Rồi lỗ mũi kìa. Lỗ mũi. Lỗ mũi ăn trầu. Ghê quá. Sao không rửa? Xuống dưới rửa cái gai gai quẹo. Dạ. Kem. Xuống dưới rửa rửa. Đi ngựa chứ lên đi, đi ngựa chứ lên đi. Ờ hồi lớn chứ gì giàu chồng cái gì. Cái này bỏ về nó bắt không nó. Mớ quên cần bí. À. Dưa. Trên đây thì trồng rừng rồi đó. Dạ. Mà nè, phối hợp thêm hả? À, tới đây. Đó. Kéo quẹo sao luôn. Nó đó, con cá gì đó. Lên đi. Con ba. Ông kêu ngọn mình không? Má, ốc cỡ này như bự mà. Cái xôn kè. Rồi. Mừng quá bèo. Mặt mà như
Ôi khủng mày. Chị mày đẩy cái xô đó. Ôi ôi. Gì? Quẹo xô quẹo. À đó nha. Quá bự luôn. Rồi chết bà cái chốt rồi. Bị cái chốt đâm rồi. Vậy? Quẹo bị cái chốt đâm rồi. Lũ nguyên lỗ luôn mà. Đó là đó. Tớ. Cô đồng nhau à. Rồi bỏ vô đi con. Vô vườn đó, ở phòng lên đó. Vô kiếm chị đang. Ê, nồng nọc quá trời các bạn. Giờ mà không khởi quan tắt luôn nha các bạn ơi. Tha phiên, tha phiên. Ngồi xuống mọ. Ai? Mọ luôn. Mọ luôn á? Ừ. Để em lại. Để em qua đây nè. Em qua đây ngồi nè. Ngồi ngồi xuống. Thôi hả? Ừ, mọ đi. Chờ lưng á. Dạ, dạ, mà em bị bắt. Ngồi xuống. Dẹt trình ra đúng rồi Kem, dẹt mạnh lên con. Đó xuống đó Kem, hai chân con. Cá lau phiến. Kem bắt cá lau phiến. Bắt cá hai tay là đấy. Ồ. Hai tay hai con. Con đi con. Không? Ừ. Vô rồi, vô rồi. Đây nè con nè. Đây nè. Mẹ tụi quần. Ê cái lỗ chân á Kem, mò kỹ kỹ á. Đó. Quẹo mò sâu xuống đi. Làm cái gì? Mò này ngay cái đường nước á cũng có nữa. Kìa, ở trên kia nhóc luôn á. Mò ở đây đi. Dài không? Nè em cô. Ghe tụt rồi rồi. Rồi, rồi quần nhỏ rồi Kem ơi. Tưởng tượng tánh những tàu à. Nãy nhiều lắm mà. Đi 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 đi. Hả, tưởng tượng tánh những tàu à. Đó, giờ đó. Tánh những tàu gì. Dạ. Hai con, hai tay hai con. Giờ nó tự lợi cho tôi bắt luôn á. Trời, hai con bắt xong chút cũng đó, hai quay á, khai cái đường giữa cho nó chảy qua anh đây một mớ rồi phải đắp lại rồi mới đắp. Mày lo sao kiếm cái không? Kìa sao lưng kìa. Đó mấy con đi lên đây. Lên quẹo bắt chỉ bắt mấy ấy. Đi lên như qua giữa mình đi. Quẹo lên giữa mình đi con. Để nó bị nhiễm trùng á. Rồi con cá phi bự kìa các bạn. Hay da. Đưa lên cá. Quá dữ. Rồi.
đây nè, đường đó lại cho lên. Đây đường kia kìa, lên đi kia đi lên kia kìa. Có nhiêu đây à? Đâu có nhiêu đâu. Ghê. Có cái đồ không? Cái đồ động hả? Ừ. Có một con à. Đây ít cái đồ động đó ta. Phát đi. Đợi cho nó cao nhồng mà còn chưa chắc ăn. Thì đắp mương thứ hai nha cả nhà. Cá kiếm cá lồng về ăn các bạn, các bạn. Ồ, cá kìa, cá bự kìa các bạn. Quá dữ. Đổ ngã xuống á. Chữa để giữa coi. Ê, dạ, cá chạy đó. Trời ơi. Để lên xíu cũng chết à. Có chèo, mày để. Mày để. Cái đầu tròn vô à. Học sình đi, nãy ngồi mày kìa. Bên kia kìa. Bắt đi, nó nhỏ lắm. Bắt cá đi mày. Rồi, cá. Rồi. Bắt cá đi kèm, bắt cá đi. Nó luôn hả? Ừ, bắt cá luôn. Nè, con hả? Đâu? Nè tay con trắng quá trời. Trắng luôn. Ừ. Dêm kem dưỡng da. Ừ. Thôi lấy đắp vô mặt đi. Thôi dẹp. Con đâu có ngu. Đừng dịnh vô miệng ca. Dịnh hai bên á. Kem lên uống nước nè. Con con cá mất cạn. Gán lên, hồi nãy tao bị thục sâu hơn mày luôn á. Rồi, càng đạp càng lúng. Ngu ghê rồi, ngu nữa. Hỏi hỏi đường ta chứ đường trong miệng chứ đâu không biết. Lần thứ hai đi, rút con về. Sông ba đấy con. Sông ba tắt gì kia. Đúng. Sông ba tắt gì kia là cản đây. Cản luôn á. Đường kia tá dễ dễ chứ Cường ơi. Đầy nước xuống hết, đầy đùa. Dừng
ghét cái chỗ đứng mà rồi cho dễ đứng á. Cứ đứng vậy thì mỏi nó bà luôn. Giờ cái chân ra xích đơn này. Giữa lên đây đi đằng đầu kia kìa số đó cán việt kìa đó 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 cái sạc cái vì nó chạy lâu rồi dạ, nhảy lên bờ luôn thôi giờ nó nhảy à xuống vô vợ chưa rồi mấy con nhỏ đi rửa mình hết trơn đi muốn rửa đâu á rửa ngoài đi ngoài mấy anh đi chứ rồi về thôi cả nhà ơi cháu lúc luôn rồi. Ê, cô cháu làm gì vậy anh cũng xin nghỉ hả video mình xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu quý xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà ơi. Giờ thì mình cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào video lần sau nha.